Đấy, em xin chào đến tất cả các bác nhé. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ các bác một cái cây hoàng anh mộc. Cái cây này thì thực sự các bác là em trồng trên bể này cũng được mấy năm rồi. Hôm nay cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác. Thì cây này thì được cái là những cái phần cốt cốt kèo nó dính nhau và bông tàn thì cũng nay cũng xin chia sẻ cho các bác về làm thêm. Những cái bông tàn này em cũng chia tay ra cân đối hết rồi nhé, bung lên bung xuống. Đấy. Đường tay này, cốt cổ ngọn và bông này. Đấy. Gốc được cái là quay chi tiết cho các bác nhìn nó rõ đường đấy. Nạc lên đây và cái điểm lu đấy. Được cái là cái cây này thì cốt nó được cái nó già cây và nó có những cái điểm lu cục rất là thích. Đấy, đầu cút này, mặt trước mặt sau mặt nào cũng đẹp. Đấy, quay chi tiết độ già ở cây, đường lên cổ ngọn. Đấy, cái này thì cũng bông tàn này em cũng chỉnh chu đâu đấy hết này. Được cái có một cái cốt phun phôi nó to lùn nực. Đấy, để mình định hướng nào đấy, điểm lu mà cây da nó trắng nó thích như này, nó do thời gian hết đấy, những cái đầu cút phân biệt là em làm những cái đầu cút lên những cái điểm ngọn nó vào năm đầu thì mình làm cho nó cùng nhau một khối để nó lùn nực một cái cây đấy. Mà nó rõ ràng tách biệt nó như là một cây ngũ phúc năm thân đấy, nhưng nó cùng một bệ liền bệ. Đấy, hôm nay thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác những cái cốt phôi như này thì cái là các bác về làm thêm để cho nó đẹp, nó là một cốt to bởi vì những cái đầu trước là lui là em lui là cứ để thỏa. Đấy, những cái đầu lên mình thả ra bây giờ thì những cái đầu này nó cắt đi nguyên đầu làm lại thì bây giờ nó cũng bằng ngón chân cái rồi nhé. Những cái đầu cút này là ngón chân cái lu bìu xong bên này chi tiết cho các bác nhìn bên này nó có cái điểm những cái điểm to điểm xị. Rất thích à. Nói chung là quá nhiều năm rồi thì những cái cốt được những cốt to mà nó xị này. Vì dưới hoàng anh mộc này thì nó rất là chậm lớn. Chất lá thì đẹp. Đấy, nó lui cổ ngọn cái thân chính em làm nó rõ này. Đấy. Đầu ngọn nó rõ. Thì qua đây cũng xin chia sẻ tất cả các bác nhé, để em đo kích thước báo giá các bác này. Đây là vào 2,9 m này. Cây rất là to nhưng không phải bé ấy. Nói chung là không gian thì vườn nó hơi chật đâm không quay được hết. Cái này ở đây cho các bác xem cái phần chậu, chậu nó vào 1,8 m. Đấy, tổng độ tàn cái này. Tổng độ tàn sang đây là vào 2 m. Chiều cao từ miệng xuống quả phúc. Đấy, từ miệng xuống là 1,36 m. 1,36 m rất là lùn nực. Thì qua đây cũng xin chia sẻ các bác cái cây này. Thì bác nào yêu thích thì em để cho là 125 triệu bao vận chuyển nhé. Trên một cái bể sập rất là đẹp rồi. Cái này thứ nhất là em cũng cũng định hướng tay cành tất cả những cốt cách là nó chuẩn hết rồi. Thì cũng xin chia sẻ để cho các bác được các bác về làm thêm. Một cây rất là đẹp nha. Đấy, cốt rất là quý. Rồi em lại tiếp theo sang cây nữa. Đấy, em lại tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái tác phẩm dưới nữa, hay gọi tác phẩm Hoàng Anh Mộc.
Một cây này thì thực sự các bác đến giờ thì hoàn thiện rồi. Một tác phẩm là em đặt tên là gọi là thuận buồm xuôi gió. Thứ nhất là em chọn được cái cốt phôi nó được cái dáng dáng cây. Một cây này thì rất là mảnh mai cả nguyên cả bệ tất cả. Đấy. Nó từ từ phần chân. Đấy, phần chân rất là tự nhiên. Như là một cái cây, đây là một cái cây khai thác nó thiên nhiên ban tặng, cũng về làm rất là lâu rồi, có những cái đầu, những cái đầu em làm những cái tử rất là chi tiết mà kỹ đấy, như đường cái đầu thân lên để em tạo những cái bông tàn này, xếp theo một cái tự nhiên của cây. Và đây có những cái mà đây là một cái chân củ nhá, cuốn sang đây và những cái tay cành này, nó vào nó liền vào nhau, nó vẹn đấy, nó thành hai thân và nó bài mái xuống. Những cái bông tử làm cũng tay cành cũng chi tiết rồi, đến giờ thì cũng hoàn thiện rồi. Hôm nay cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác. Thứ nhất là nó theo một cái dáng cây thì cũng em đặt tên tác phẩm là thuận buồm xuôi gió, vì cái cốt cây nó đã có một cái hình dung khi khai thác về, nó đã có một cái cây như cốt chậu rồi, nguyên vẹn mà từ cái cốt từ bước ban đầu lên, xong về mình chỉnh sửa làm bông đến giờ cũng rất là nhiều năm rồi. Thì hôm nay cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác. Cái này thì được đặc biệt là từ bên kia nó quấn chân bệ đấy, vẹn lại đây vào đây như một cái củ quấn sang đây đấy. Và đường lên ngọn thì nó rõ này. Đấy. Một cái bức phôi, nhưng mà phôi bước ban đầu lấy phôi về nó đã một cái phôi nó quá đẹp rồi, tại vì cốt nó như là một cái cây mà thực sự là quá nhiều năm trên chậu. Đấy. Khai thác được một cái cây mà cái cốt nó quá đẹp rồi. Đấy. Và mình cũng chỉnh sửa tạo bông để đến giờ nó hoàn thiện. Đấy. Quay cho các bác. Quay cái mặt đằng sau các bác xem là nó là một cái đấy, một cái gốc mà nó như một cái củ quấn lên trườn lên trên. Mặt bên này thì cái là thời gian đấy. Thực sự nhìn cây này thì càng nhìn càng hút, nó một cái vẻ đẹp tự nhiên, mà thứ nhất là cái dáng của cây, nhưng cũng chung là em đặt vào nó vào một cái tác phẩm thuận buồm xuôi gió rất là hợp lý và đẹp. Thì cũng anh em xin chia sẻ, thực sự là một cái cây mà được một cây hoàng anh bọc nó được chi tiết này. Thì quay qua em đo kích thước báo giá các bác cây này nhé. Đấy, em đo cái phần vanh vanh của cái bệ này, gian đây là vào 2,8 này. Đấy. Bệ chạy dài 2,8 m, chiều tàn bông này, tàn bông sang đây là 1,6 m, chiều cao từ quả phúc xuống miệng nhé là vào 1,16 m. Đấy. Một cây hoàng anh mộc được thứ nhất là cái bệ rất là đẹp, thứ hai là cái độ lùn của cây, thứ ba bông tàn thì em làm đến giờ là cũng kỹ rồi. Thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác. Cái tác phẩm này để cho các bác là 180 triệu bao vận chuyển các bác nhé. Đấy. Cây hoàng anh mộc rất là đẹp, lùn nực và chi tiết. Cái tác phẩm em cũng yêu thích làm, mà càng làm càng thích cái bộ râm chất lá nó rất là đẹp. Thì qua đây em lại chia sẻ các bác, em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cây hoàng anh mộc này tiếp nhé. Thì cũng xin chia sẻ các bác cái cây này thì được cái chân bệ đây. Chân bệ những phần đá này. Và cái gốc này thì thực sự các bác là nó quá cổ thụ. Đấy. Thiên nhiên ban tặng, gốc lên đây, cuộn
nên như một chữ SC này, như một bản đồ. Vì cái thân này nó dẻo, khai thác được cái thân bệ nó dẻo rồi, nó có một cái vẻ rất là hay đấy. Cái vẹn đây đấy, lên đây thì có điểm cua này đấy, phần này những phần đá này. Ở cái này thì cũng xin chia sẻ các bác, những cái tay cành em làm lâu rồi đấy, tay xuống này cắt xén thành bông đấy, và lên đây đường đây xuống đây bông tàn này. Và đây đường đây cũng xin chia sẻ các bác nhìn cái đường tay này đấy. Đường tay cổ ngọn rất là đẹp nhá. Rất phiêu cây. Tay xuống đây. Cái quan trọng là cái cốt, những cái phần tử em tạo thêm. Đây vẫn tay bay xuống này. Đấy, rẽ xuống. Lên đây, chi tiết. Đấy, một cây ruối hay gọi là cây hoàng anh mộc. Cái này thì được cái khai thác lâu rồi, mấy hai em trồng trong cái bể này. Đấy, phần đá làm thêm này. Nói chung là rất là đẹp. Nó một cây cốt lùn có cái dáng chữ S rất là hay. Nó rất là phiêu phong tranh mà bông tàn ẩn tay nó cũng rất là to nhé. Đấy, qua đây cũng xin chia sẻ đến tất cả các cây này để em đo kích thước báo giá của các cây này. Vanh của cây này thì là 1m68 này. Đấy, bệ chân là 1m68. Đo cái củ thân này cho các bác này. Củ thân đây 75. Tổng tàn cây này gian đây là vào 96. Chiều cao từ miệng lên quả phúc đây là vào 1m18. Đấy, 1m18. Giá thành cũng xin để cho các bác là 25 triệu bao vận chuyển nhé. Đấy, cây hoàng anh mộc thân bệ cốt cách mà được cái là làm lâu rồi, các bác chỉ việc chơi thôi. Đấy, rất là thích. Rồi em lại tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác. Chia sẻ các bác một cây lam điền nhá, dáng lạ đây. Bác nào thích dáng lạ này, đặc trưng là trồng trong một cái chậu tròn. Lâu rồi, cạt hết trong này rồi. Cây này là một cây dáng lão đặc thụ ấy, các bạn nào mà làm được ông thọ mà to cao như em này, đứng vịn này. Đấy, cái này thì được cái là những cái đòn cành này em làm lâu rồi. Đấy, lên đây cổ ngoắt nhá, gấp đây những cái tay này em làm gấp hết này. Và cái cổ ngọn làm rất là ấy nhá, quá côn rụt nhá. Đấy, sang đây nhìn này, gấp ra đây một cây nó cũng lạ dáng, và thứ nhất là nó có những cái điểm chân rễ to đấy. Và cành đổ xuống này đấy, đổ bay một cây lam điền nha. Thực sự các bác là một cái cây lam điền mà cái vế bên này thì nó được cái này ve hết rồi, điểm tì ve. Quay chi tiết sang bên này cho các bác nhìn cả cái điểm tay cành. Độc đáo đấy, cây này thì để các bác chơi trước cửa hay nó không có đồ đặc biệt là lạ, không có đồ so sánh. Đấy, những cái cây mà mình chơi nó lạ dáng và đặc biệt này nó hơi khó. Cái này thì là 82 phân này. Tổng độ tàn ra đây 80. Chiều cao từ quả phúc xuống đây thì là 1m78. Đấy, phải cao hơn em. Xin chia sẻ các bác. Cái này thì để cho các bác 10 triệu. Gia lộc cho bác 500. Đấy, đặc thù một cây nam điền để các bác chơi. Nhưng mà cái thứ nhất là nó có một cái thực sự nhìn mãi không chán. Đấy, nó sâu. Rồi, tiếp theo sang một cây nữa.
Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái củ dưới nữa nhé. Một cái củ dưới rất là lùn nực và nó quái cây. Đấy. Gấp lên đây, gấp lại, hồi ra đây. Đấy. Cái cành em làm cành thở để cho tay cành nó to. Nhìn sự nó thu hút. Một cái củ mà các bác thích chơi, một cái củ mà nó lùn nực để chơi, thỉnh thoảng mang đi chơi rất là đẹp nhé. Nó gồ rất là đẹp nhé. Chân này, củ này. Đấy, nói chung là thiên nhiên ban tặng cho một cái cốt nó rất là quý. Đường bông nó chạy xuống rất là đẹp. Quay chi tiết bên này cho các bác xem. Nói chung là những cái cốt nó đẹp như này thì thực sự các bác là cũng hiếm. Thiên nhiên ban tặng cho mình kiếm được những cốt nó đẹp. Thời gian làm. Phóng. Bông tàn lên xuống rất là đều đẹp. Cái này về các bác chơi nhất nhẹ làm chi tiết nhưng mà em làm nó chuẩn rồi, đường cung các thứ chuẩn. Còn cái cành thở này thì các bác để không để muốn để cho to vừa chơi vừa đẹp. Nó chi tiết kỹ. Đấy. Qua đây thì cũng xin chia sẻ đến tất cả các bác cái này. Vanh cái này thì là vào 1m16 này. Tổng độ tàn cây này sang đây là 75. Chiều cao của cây này là 38 phân, rất là lùn nực. Đấy, cái này thì để cho các bác là 13 triệu 500 bao vận chuyển nhé. Cốt rất là đẹp, lùn nực. Rồi em tiếp theo sang một cây nữa. Đấy, tiếp theo xin chia sẻ các bác một cái cây dưới đây nhé. Cây dưới thân bệ rất là quái cây. Chân bệ đây, gấp ra đây. Lên đây, gập lại. Rất là quái, ra đây. Đấy, ù gấp. Nói chung là những cái cây như thế này thời gian cốt được một cây rất là quý. Đấy, chân bệ nó có điểm gấp xuống mà cái cành hoành này, này. Đấy, gấp xuống đây mà làm chi tiết bay ra đây. Đấy. Cổ ngọn cốt thiên nhiên ban tặng cho. Đấy, quay chi tiết sang bên này cho các bác nhìn nó rõ cái phần này. Phần chân bệ đấy. Này thì nhìn cái chân nó ra đây, từ ra đây em vẫn làm thêm cái tử nhé. Này gấp lên cái thành hoành xuống bay ra cái cổ ngọn lên đưa này. Một cây rất là chi tiết. Đấy, giờ em đo cái phần vanh. Cái này cái cổ thì không ấy được rồi. Thân thì ấy, thân đây vào 28 này. Đấy, quan trọng cái củ, cái đường bay chạy này. Cái tà bay ra đây là 80 này. Chiều cao của cây này từ quả phúc xuống đây là 55 phân này. Đấy, rất là lùn nực. Cây này thì cũng xin chia sẻ các bác 13 triệu 500. Đấy. Bác nào yêu thích thì điện cho em. Đấy, rồi. À, cuối video rồi. Một lời cảm ơn đến tất cả các bác đã theo dõi video. Em xin chào đến tất cả các bác.